Nhật Bản thì không chỉ nổi tiếng bởi có hoa anh đào, mà còn là nơi có nhiều địa danh ma quái vô cùng ám ảnh nữa, thách thức cái sự gan dạ của du khách, đồng thời thì toát lên một vẻ kỳ bí đầy hấp dẫn. Nếu như bạn muốn có một làn gió mới cho chuyến du lịch Nhật Bản của mình, thì có thể đến tham quan những địa điểm đáng sợ bởi không khí chết chóc tại đất nước này. Nào, cùng ta cả đến với 6 điểm đến rùng rợn nhất Nhật Bản. Ở vị trí thứ 6 thì đó chính là khu rừng Aokigahara. Nhật Bản là quốc gia tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới, nhưng mà đồng thời cũng là một trong những nước phát triển có tỷ lệ tự tử cao, cũng dẫn đầu thế giới luôn. Nghịch lý này thì không có gì khó hiểu khi song hành với sự phát triển của kinh tế là những áp lực trong công việc. Đi cùng với nhịp sống công nghệ hiện đại là sự xa cách giữa người với người, nỗi cô đơn của mỗi cá nhân. Và cũng từ đó mà sản sinh ra nhiều khu rừng tự sát tại đất nước mặt trời mọc. Aokigahara còn được gọi là Zukai, là một khu rừng ở sườn phía tây bắc núi Phú Sĩ của Nhật. Sẽ chẳng có gì đặc biệt hết nếu như người ta không chọn nơi đây để kết thúc đời mình. Hàng thập kỷ đã qua rồi, khu rừng tự sát Aokigahara chưa bao giờ chết đi. Vẫn có rất nhiều cái chết được diễn ra tại đây, tạo nên một cái sự kinh dị mỗi khi nhắc đến. Đi vào trong khu rừng, những cái sợi dây thòng lọng, những đồ vật cũ người chết, đầu lâu, xương, bùa chú, hay là không khí rùng rợn mặc dù giữa ban ngày, đặc biệt là chúng đều phủ đầy dòng rêu, có thể khiến bạn phải giật thót tim và chun bước chân ngay đấy. Cây cối sắc sơ và cũng đầy ma quái, tạo nên luồng không khí lạnh đến rợn sống lưng, sẽ là cảm giác chẳng mấy ai thích, nhưng mà lại phải đón nhận khi đến Aokigahara. Aokigahara được xem là một địa danh nổi tiếng với sự chết chóc đầy rẫy, đứng thứ hai trên thế giới về số lượng người không tiếc sống nữa. Vì vậy thì khi nhắc tới các địa điểm bị ma ám nổi tiếng nhất tại Nhật, Taka chắc chắn là sẽ không quên nhắc đến địa điểm này. 5. Toei Kyoto Studio Park Haunted House. Một địa điểm vui chơi đáng mong đợi của các bạn khi mà đến với xứ sở anh đào chính là Toei Kyoto Studio Park. Đây là nơi mang đến cho bạn cơ hội mở rộng tầm mắt với những nơi đã từng ghi dấu trong nhiều bộ phim của Nhật. Vì đây là một công viên chủ đề, thế nên có rất nhiều khung cảnh cũng như không gian đa dạng, kể cả những nơi chứa đầy sự u ám, đầy dãy chết chóc nữa. Dành cho những ai yêu thích sự kinh dị rùng rợn, Toei Kyoto Studio Park Haunted House sẽ giúp bạn trải qua những phút giây hiếm có trong đời mình. Sợ thật là sợ, nhưng mà cũng tràn đầy niềm vui. Không gian căn phòng này có rất nhiều búp bê, nhưng mà không phải là những nàng búp bê xinh đẹp với những bộ cánh lộng lẫy ngọt ngào, mà chính là những con búp bê quỷ ám. Mình thì chỉ cảnh báo rằng máu, bóng tối thì sẽ vây lấy nơi này. Toei Kyoto Studio Park còn bố trí những diễn viên ma quái tại đây đã được đào tạo chuyên nghiệp để khiến bạn càng sợ hãi càng tốt. Sống động đến từng hình ảnh, ám ảnh, từng âm thanh ở nơi này sẽ khiến bạn cảm giác phấn khích chưa bao giờ có khi mà vượt qua đây. Đóng vai những nhân vật chính trong các bộ phim kinh dị của Nhật, bạn sẽ cảm nhận được sự chân thật không ngờ nhất. 4. Đảo Hashima. Đảo Hashima được người dân Nhật Bản nhắc đến là một hòn đảo ma vì đã bị bỏ hoang rất là lâu, cũng như không có người sinh sống. Hòn đảo địa ngục giữa biển của Nhật Bản là một nơi vô cùng đáng sợ. Hashima thì đáng sợ không chỉ bởi sự hoang vắng, không hề có hơi người, mà còn bởi vì những lời đồn thổi về những linh hồn ẩn giật trong những công trình được xây dựng từ trước đây. Nếu mà có dịp tới đây một lần, chắc chắn thì sẽ là một kỷ niệm khó quên với không ít người. Chuyến đi đến hòn đảo Hashima sẽ giúp bạn có được một trải nghiệm hoàn toàn chân thực về một thành phố bị bỏ hoang. Nằm ở phía nam của Nhật Bản, cách thành phố Nagasaki khoảng 15 km, Hashima được bao bọc bởi bê tông cốt thép. Bên trong đảo có nhà ở san sát nhau như một đô thị với đầy đủ công trình tiện ích, nhưng mà lại không có người sử dụng. Theo thời gian, những công trình này xuống cấp dần, khoác lên mình những màu sắc xám xịt của sự đơn độc và cả chết chóc nữa. Hòn đảo này đã từng là một nơi khai thác mỏ với hàng nghìn công nhân chen chúc nhau. Nó đã từng là một nơi có sự sống tấp nập, nhưng mà hiện tại thì không. Sự cô độc của Hashima sẽ khiến bạn vô cùng sợ hãi khi mà đến thăm. 3 thì đó chính là Akanbo Jigoku. Akanbo Jigoku là chuỗi sự kiện đặc biệt được tổ chức hàng năm với mong muốn đem đến những cuộc vui đầy hào hứng cho các bạn trẻ. Sự kiện kinh dị được tổ chức đã khoảng hơn 20 năm trước
và tiếp tục được duy trì đến hiện nay. Akanbo Jigoku được tổ chức tại Tokyo Dome City Attraction. Câu chuyện trốn chạy của một người phụ nữ sinh ra một đứa con cùng với người đàn ông gọi âm đã được khai thác để xây dựng những ngôi nhà ma đầy kinh dị. Nhiệm vụ người chơi là phải đón nhận lời cầu cứu sự giúp đỡ từ người mẹ khốn khổ, không kém phần kinh hãi nữa. Những tiếng khóc của đứa trẻ vang lên ai oán đến hãi hùng. Bạn sẽ cảm nhận được trái tim mình thắt chặt lại vì nỗi sợ hãi. Không gian của nhà ma Akanbo được trang trí đầy âm khí với những ánh đèn xanh. Hình ảnh những bóng ma, đặc biệt là đứa bé xây dựng vô cùng sống động, khiến bạn nghẹt thở tìm cách thoát khỏi nơi quỷ quái. Nếu như bạn là một fan các thể loại phim ảnh kinh dị, thì khi mà đến Nhật, có thể chọn Akanbo Jigoku là một điểm du hí đầy thú vị và cũng rất là thách thức nữa. 2. Super Scary Lab. Super Scary Labyrinth Affair, Fuji Q Highland. Địa điểm được đánh giá là một trong những ngôi nhà ma ám đáng sợ nhất ở Nhật. Nhiều du khách yêu thích sự mạo hiểm đã quyết định thử sức lòng gan dạ của mình tại Super Scary Labyrinth Affair, Fuji Q Highland. Tuy nhiên là không có quá nhiều người thành công trong cuộc thử sức này. Với lối thiết kế như một bệnh viện bỏ hoang, vô cùng chân thực bởi sự khéo léo kiến trúc sư, mang đến cho bạn cảm giác rất là e dè khi đặt chân đến đây. Khi mà tham gia cuộc chơi tại ngôi nhà ma ám, đã có rất nhiều du khách bỏ cuộc giữa chừng, khóc, la hét, thậm chí là không nhấc nổi chân nữa để mà bước đi một khi đã bước vào ngôi nhà này. Nơi đây đòi hỏi bạn có bản năng và trực giác thật là nhạy bén mới thể chiến đấu cùng với nỗi sợ mà những kiến trúc sư đã cất công xây dựng. Sẽ có rất nhiều vị khách mời được sắp xếp sẵn trong bệnh viện bỏ hoang, chờ bạn khóc lên trong sự sợ hãi tột cùng. Bạn chỉ thể cố gắng tìm đường thật là nhanh và sống sót trong cuộc chơi này. Nơi đây có thể khiến bạn ám ảnh, vì vậy hãy thật sự là tỉnh táo khi chọn nơi này làm điểm dừng chân cho chuyến du lịch Nhật Bản của mình. Và vị trí đầu tiên thì đó chính là công viên ma ám Takakanonuma. Theo truyền thuyết địa phương thì công viên này bị nguyên rủa và rất là ám ảnh nữa. Tại công viên này từng có một số người bị chết một cách bí ẩn hoặc là do chính những trò chơi nguy hiểm, thiếu an toàn. Và từ những cái chết này thì cái nơi đây bị bỏ hoang và bị gán cho những lời đồn đại về những sự kiện kỳ bí và cũng đầy siêu nhiên. Được xây dựng vào năm 1973, công viên chỉ kéo dài trong 2 năm trước khi nó đóng cửa bởi giá vé quá đắt và thật sự đã từng có ca tử vong trong một số trò chơi nguy hiểm. Sau 10 năm gián đoạn, công viên được mở cửa trở lại. Sau khi mở cửa trở lại vào năm 1986, công viên này cũng chỉ tồn tại đến năm 1999 trước khi nó cuối cùng bị bỏ hoang một lần nữa. Công viên này bị phá hủy vào năm 2006. Nhưng một người đàn ông tên là Bill Edwards đã chụp rất nhiều hình ảnh cho thấy một cô bé 6 tuổi trong cái bộ váy trắng và nhìn chằm chằm vào camera với khuôn mặt nghiêm túc, thờ ơ lối vào. Bạn đã thấy sống lưng lạnh toát chưa nào? Hãy nhớ rằng Nhật Bản cũng rất nổi tiếng bởi những cái bộ phim mà kinh dị ám ảnh người xem nữa. Vì thế chắc hẳn là những nơi này không hề hiền hòa như bạn nghĩ đâu. Những địa điểm Taka vừa nhắc đến sẽ giúp bạn nhận ra rất nhiều điều hay ho về Nhật. Và một video đầy hấp dẫn phải không? Đừng quên bấm like, share, subscribe để không bỏ lỡ những điều thú vị tiếp theo nhé. Chân thành cảm ơn anh em.